hôm nay nhìn các bé nó đi đi sắm đồ mới, nhìn thấy dễ thương ghê. 2, 4, 7 bạn. Mẹ ơi, nói. Hôm nay cô Tưởng và chú Phong, chú Bùi Hồ, và các cô Quanh Mỹ cho tiền, ba trả nợ xong hết rồi, nhà mình hết nợ rồi. Ba trả nợ xong hết rồi. Hết nợ rồi, mẹ yên lòng, mẹ yên lòng. Xuống kêu ba lấy cho xoài. Ờ, chị cho xoài hả? Này kinh gì? Em Bùi Hồ. Bùi Hồ hả? Bùi Hồ coi cũng nhiều. Ờ, anh có coi kênh em không? Có chứ. Chị coi liên tục luôn đó, tin có nhiều chị có hết. Em hả? Vô con bởi chị biết em tên gì không? Biết mặt hả chứ không. Cảm ơn chị ha. Ờ. Con lên xe. Làm sao cho mấy nhóc con lên xe? Đây để em mở cửa ra chứ. Để các con qua được qua đây nè. Đi mua đồ mới. Tài mở cái này, Tài cho mấy nhóc con lên nè Tài. Lên sao là lên sao là. Cầm mình nè, gần đây nè. Để sao mở Tài. Ê, mua cho em bộ heo em đi với đây. Dạ. Hả? Ủa, ở ngoài chợ mình gần đây có bán đồ không chị? Có bữa có, đồ bữa có. Hai con từ từ xuống đi con, xuống đi con. Rồi hai đứa ngồi bên đó đi. Rồi leo lên sao? Mấy đứa này có đi không? Cái Phượng lên con, cái Phượng với Tú lên con. Rồi một bạn nó lên luôn đi. Ừ, đúng rồi. Chợ nào á? Em nói là chợ nào á? Em biết mà, chị đâu biết. Không, bây giờ cứ cho chị ba đi theo đi, đặng chị ba lựa cho mấy đứa bé sao ta? Ừ. Chị ba ơi. Mẹ ơi. Ơi. Có gì mình chị ba lên xe đi hỗ trợ giùm em với. Ê, bà bán chợ nào bố? Chị ba lên xe này đi. Ê, đồ không là cầm hay gì? Chị có cái trang không? Đồ ở ngoài cụm á, thì ở đây nè. Có nè chị ba ơi. Đồ ở ngoài cụm hay gì, tính ghé cụm mình mua hay gì con? Chị chưa biết rồi, gặp sau mua đó. Chị ba lên đây đi. Cái này mình đi mua một số. Bà biết chợ đó mà chị. Chả con mừng hay chả đây ta chứ. Ừ, chả đây cho thật, chị thấy cũng có mấy. Dạ, dạ. Đi. Dạ. Hả? Bà Út lớn, bà Út lớn mà bà bên kia rồi bà ở đây đâu có. Điện cho bà mở cửa tiệm. Vậy hả? Ừ, kéo phải đi rồi. Thôi, được đi du lịch. Mừng không? Mừng. Trời ơi. Lần đầu tiên đi ô tô đó chị. Em đi với ba nè. À. Dạ. Em đi với ba nha. Chị đi. À. Hả? Bắt đầu với chị đi với em nè. Chị làm ghé chợ này đi. Ghé hơn. Dạ. Ghé mẹ cụm này nè. Dạ dạ thôi bây giờ. Rồi chị ba ngồi xuống. Anh lên trước ngồi nè. Dạ dạ. Không đổ lại đi. Ôi. Lỡ chuyện bỏ nghe. Trời chồng lên. Dạ. Rồi. Ok. Dạ cảm ơn. Ở đây các bé nó ngồi dưới đây dễ thương ghê không? Tổng cộng là mấy bạn? 7 bạn hay gì? 7 bạn. Dạ mình ra ngoài cái chợ ngày nãy phải không? Dạ mình ra ngoài cái chợ ngoài kia đi. Ôi. Chị ba nói hồi chị ba là năm nay bao nhiêu rồi chị ba? Năm nay 56 rồi. Mà chị nói bữa nay chắc là lần đầu tiên chị đi ô tô hả? Dạ. Chị đó 56 tuổi nhưng mà lần đầu tiên đi ô tô đó. À chưa. Chú. Chị đi sao nè? Bây giờ tiếp tục hành trình thì Bùi Hồ với lại em Phong Bùi cũng như là chị Tưởng sẽ cùng với các bé ở số Việt Kiều Campuchia sẽ lại một cái khu vực chờ bán một số quần áo để mua hỗ trợ cho các bé để có quần áo đi học nè. Tại vì đôi khi một cái Tết thì các bé ở đây
không có được một cái bộ đồ mới luôn, nói chi là những cái ngày thường như thế này. Ở đây ra chợ cũng hơn cây ha. Từ từ em nào cũng xuống hết chứ không là... Đi du lịch đã không? Dạ đã. Hả? Dạ đã. Đây bạn này bạn Bảo nè. Bạn này tên gì ta? Bạn này Khang. Khang. Đã không Bảo? Dạ đã. Hồi đó giờ có đi ô tô lần nào chưa? Chưa, dạ chưa. Chị cảm giác sao? Quá đã chưa rồi. Vậy? Con quá đã luôn. Con quá đã luôn hả? Quá đã chú ơi. Quá đã chú ơi. Hôm nay nhìn các bé nó đi sắm đồ mới, nhìn thấy dễ thương ghê á. 2, 4, 7 bạn. Bảo nay cũng đâu đi học đâu hả Bảo? Dạ, hồi đó giờ có đi chợ này lần nào chưa? Chưa luôn hả? Qua đây nè, qua đây con. Vô đây, xích vô xe. Chị ba lựa phụ với. Tụi con thích đâu nào tụi con lấy đi. Nhớ lựa đi tụi con. Tụi con không có dép mà. Con có dép mà mang dép vậy. Dép nó nào? Không có. Dép này không có dép nè anh Hồ. Dép nó mua dép. Con không có dép luôn hả? Không. Con có dép không? Không. Dép này con mang của ai vậy? Của mẹ con mẹ. Còn bạn này không có dép luôn hả? Dạ, mang dép anh con. Đâu dép anh con đâu? Bây giờ là mấy con tự lừa đi. Xong xíu nữa hơn. Con mang đôi dép mà đã cái này là cái gì? Phong bụi. Trời ơi, nhớ mặt ơi, đừng có lại hoài hả? Coi trong YouTube mà gì hỏi á. Biết cái chị này không? Không. Hay coi mấy người con trai không à? Dạ. Là Trí Tướng. Ừ, giờ biết ha. Dạ, chị tưởng đi với... Hay biết, hay coi nha, Khương Dừ rồi kia đó. Đi học đó con. Với đi học, cái muộn rồi đi học. Đúng rồi. Đồ đi học hay là đồ bộ? Đồ học á. Đồ học đồ bộ. Mẹ coi thử đồ bộ, lấy đồ bộ. Như Tú là đâu có đi học đâu. Tú không có đi học. Tú có đi học không? Không. Không là thằng nào đến nào đâu. Nào, ai có đi học? Con có đi học không? Đồ đi học đi. Đi rồi sai sai hai bé đó đi chị. Còn mấy bé này mua đồ này. Dạ. Cái này cho chồng gái nào? Dạ. Thành viên gia đình hay là đa shop? Hai ba gia đình, bao gia đình. Con lựa đi. Đâu con lựa đồ nào con chịu đồ nào đâu. Đồ con bò. Bò nào đâu, bò này đúng không? Con bò này đâu mặc được, thì để kiếm bò lớn nha. Để bà lấy bò lớn cho con. Dép con chưa có dép đúng không trai? Chưa. Chứ nó mang dép. Ở đây bao nhiêu bạn là chưa có dép? Ai chưa có dép chưa tay lên. Một. Con có dép chưa? Dạ. Rồi hả? Dạ. Rồi. Có áo đầm cậu bé này không? Có. Con thích áo đầm không? Đầm mà đi học hay là đầm mà... Mặc á, đầm á. Mặc có. Đầm gà. Đầm đó có 35 ngàn cái. Thôi chị lấy đi. Đây là con mặc đi nào bạn. Rồi sớm mang đôi dép của mẹ luôn trời. Bằng cái chân của mình luôn á. Mấy đôi dép mấy đứa nhỏ nè. À. Đây dép của ai ta? À. Đây là dép của Phước Phượng nè. À. Phượng là chị ba hôm trước mua hả? Dạ. Mới mua là đợt mà... Mới mua đợt sau đó. Dạ. Chị ba hôm trước là gửi tiền chị ba mua cho Phượng quần áo rồi xe đạp luôn hả chị ba? Dạ. Mua quần áo, xe đạp luôn, mua dép luôn. À. Con bò đâu đâu bò nào đâu chị tưởng cho em coi với bò nè đây đẹp ha con bò đây nhóc này mặc được không chị được nó vừa không vừa mà thằng này vừa thử đi con bò sữa luôn cho đứa nào đứa nó ôm đứa nách nha giảm ha có mẫu đây mà mắc gì không mặc con lột cái áo khoác ra
vậy đó, vậy từ hao nè, đầm cho em bé đó nè. Ôi bò đẹp quá. Ôi trời, con bò đẹp ha. Đây đây đây, đầm nữa nè, đầm này nè. Tú làm gì? Mua cho con gì vậy? Có mỡ hay sao không? Có sao có mỡ không? Không, sao đâu có mỡ đâu. Cái đó là trồng vô hả chị? Trồng luôn, không có nước mỡ luôn nha. Ừ, có. Không, này không vừa đâu chị ơi. À, cái đầm màu vàng đẹp á chị tưởng. Ờ, cái đầm màu vàng đó đi. Con gái màu hồng rồi, thích màu hồng á. Màu hồng được không? Cho con mua cái gì mặc cái nấy đi con. Cái áo dài phải không? Không, vô bé lựa mà, tự do mà thôi. Tự do. Ý thích mà, con thích màu vàng hay là thích màu đỏ? Trời ơi, trời đẹp dữ chơi. Trời quá đẹp luôn. Đẹp. Yeah. Vừa thích luôn ha. Tuyệt vời luôn á chị tưởng. Rồi, mua đôi dép nữa. Đôi dép con qua bên sạp bên này. Chút nữa con qua bên này. Mua đôi dép, mua đôi dép. Trở thành công chúa luôn rồi. Con lửa rồi cho Phượng. Sao mà bộ đồ vừa y gan luôn. Y gan luôn con bò này vừa sao? Bò này vừa không? Lửa rồi chưa? Bò này vừa. Bò thích mò. Thích mò. Bò sữa. Cái nào ôm rách đứa đấy nha. Lửa vừa cái nào thì cầm nó lấy nó. Cái áo đi học này. Đây, bò bò. Áo đi học cái... Đó, bộ. Vậy là này là hai bộ rồi nè, phải không chị? Hai bộ. Mỗi bộ, bộ này mấy chục ta? Bộ này chắc khoảng... Ba bộ có 100 ngàn. Ba bộ 100 ngàn. Bộ này ba mấy ngàn? 35 ngàn. Thích ông này không? Không có tài trại, có tài cục. Thích nào? Thích ông này không? Nè con lửa nào? Nó đợi đi học, mua đồ đi học, mua đi, mua đồ à. À, chịu, chịu đồ đi học thôi à. Con này bò, có con bò mọc à. Bảo cái... Chị thấy không? Một bộ đồ đi học thôi. Ờ. Tại vì không có đồ đi học mà. Con không chịu mua đồ kia hả Bảo? Hai bộ đi, bộ thay bộ đổi đi bộ. Bảo. Nè, thằng này nè. Bảo, ở nhà con có mấy bộ đồ đi học rồi. Đồ ngủ mà chú ơi. Đồ ngủ không à chú ơi. Dành cho đứa hai bộ đi. Nhưng mà đồ cũ là con được mấy cái? Hai cái, quần, bà, mua quần nó, lửa quần nó. Đồ cũ hết rồi hả? Dạ. Bác tay dài gì? Hả? Thôi cho hai bộ đi, cái thay cái đổi. Hai cái đổi. Đó là dài cỡ con. Ở đây là bao nhiêu bạn đi học? Đó, đi học đó, mấy đứa đây đi học hết à. À, rồi đi học mỗi bạn hai bộ hết chứ được. Ừ. Quân. Hai cái đó là dài hả? Tú ơi, đẹp không? Con mừng không? Mừng không? Ôm hoài kìa, ôm áo luôn kìa. Ngày hôm nay thì mấy đứa nhỏ ở xóm Việt Kiều, Campuchia, ngay tại tỉnh Đồng Tháp thì có hai cái niềm vui lớn nhất. Đầu tiên là được đi xe du lịch. Gần như là cả cuộc đời của mấy đứa nhỏ lớn lên là hoàn toàn là đi lại bằng xuồng ghe thôi. Và cái phương tiện mà gần đây nhất là các cháu là tự đạp xe đạp. Mà hôm nay là đầu tiên mới đi được trên cái chiếc xe ô tô. Và niềm vui thứ hai nữa trong ngày hôm nay đó là các cháu thì được có những cái bộ quần áo mới. Mà thậm chí là có những như bé Phượng nè mọi người. Hôm trước có một bộ quần áo đi học thôi. Và bé nói là mặc xong rồi về nhà giặt lại để có ngày hôm sau đi học tiếp. Và hôm nay là bộ đồ thứ hai của Phượng ha. Mừng không con? Con chia sẻ cho gì cho cô chú ấy? Đứng nói nè, dạ, con mừng lắm. Bộ đồ này nữa là con được mấy bộ mới trong năm học này rồi? Dạ, ba bộ. Ba bộ. Anh chia sẻ với Phong là cái chị ba đó. Chị năm nay là 56 tuổi rồi, nhưng mà lần đầu tiên chị được đi ô tô. Hôm ngày đi học đồ mới là các bạn có trầm trồ dữ không? Ôi ôi kìa, nhìn đúng hả? Con bạn bừng cục á, tay cục đi. Con được mấy bộ? Dạ, hai bộ. Khen phải không? Dạ. Con đi học con mặc đâu hai bộ đâu? Đâu mặc áo vô cho chú coi đẹp không? Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Mặc bộ con mặc cái thôi. Con tự lựa hay là cô lựa cho con hả Khang? Dạ, là cô... Cô bác tự lựa cho con. Chưa có dép rồi nữa. Cô vừa trắng luôn kìa. Thì đó lựa vừa đó. Ăn đàng hoàng con. Con gài nút vô coi đẹp không? Nào đâu mà
Con năm nay có được mẹ sắm đồ mới không? Dạ không. Ở nhà con được mấy bộ đi học rồi? Một bộ. Một bộ. Dạ. Từ một bộ rồi ướt rồi sao ta? Ướt. Con đi học về con giặt chứ. Con đi học về con giặt. Dạ. Bộ đồ đó con mặc mấy năm rồi? Từ lúc đi học lớp 1 tới giờ. Từ lúc đi học lớp 1 giờ. Dạ. Ừ. Khen học lớp mấy rồi? Lớp 3. Lớp 3. Bố đâu con bỏ. Này đừng bỏ đâu con luôn đi. Con cần đây. Cái quần cá áo này của đứa nào rớt lại vậy? Đứa nào của nào rớt á? Bò kiếm vô bò nữa các bạn, cứ bò hết mặt rồi. Còn nữa cái nào không chịu nó chịu bò không à. Con bò á hả? Ừ. Con chó chứ không được. Không chịu. Rồi Khang ra. Con lấy bộ đồ con ra. Rồi bạn này tên gì quên tiêu rồi. Con tên Thi. Ờ Thi được mấy bộ? 2 bộ. Bộ đi học thể dục á hả? Dạ. Chứ lại bộ đi mặc bình thường. Rồi mấy anh em qua lựa dép nè, đứa nào nhóc nào chưa có qua lựa dép. Chị cho lựa cho bé này về bộ đồ nó mặc ở nhà chị. Ở nhà phải không? Với cái đầm, hai cái đầm. Rồi nó không có mẹ, hôm nay đầm này vừa không? Mà nhỏ đầm, đầm mà. Kia chưa mặc. Đầm mà nhỏ lắm chị. Đỡ đấm lấy cái đầm mà hầm này đi. Đó để mặc vô đi chị. Bé nè bạn thử đi. Bạn thử cái này vô nè. Cái đồ bộ đồ màu vàng đó thì vừa rồi. Vừa rồi phải không? Này để lấy màu đỏ. Chị có mấy. À bé thích màu đỏ hay sao? Nãy giờ cầm cái bộ đồ mà cứ ship tới ship lui ôm hoài à. Nè. Này bự nó bạn vừa nè. Vừa đúng rồi. Vừa lấy đồ bộ. Đâu sọt vô để cho nó chắc ăn. Vừa rồi thử rồi mà. Cái bộ tung tung như vậy nè, đa chị vậy nè. Tú. Có nó mặc không? Thấy là đang có nó đập đó mà nó. Cái đó nó bạn thử cái vừa nó. Làm mát nha. Thôi lấy đồ bộ cho nó đi. Con mua đồ bộ tung tung rồi cho cháu đi. Đồ bộ tung tung á. Bé này thì tội nghiệp nhất nè. Không có mẹ, tội nghiệp. Mấy đứa kia dù sao nó cũng có mẹ. Dạ. Nó mát. Dạ. Vừa không hai nhỏ? Cho thấy vừa đó. Mặc vô ơi con thử đại Tú tự mặc được không con? Không có mẹ hả? Không có mẹ. Mẹ mới sao em thấy bé dữ rồi ta? Để bạn thử không? Cả mấy người bé đầu bự thôi. Bự hơn đi. Vừa. Vừa không? Tại tướng béo quá. Rồi, thấp nhang nhau. Nghe không? Quỳ xuống kìa. Quỳ xuống nhanh. Con quỳ xuống nhanh. Giống tôi tuổi ngồi xuống quỳ xuống. Nhấp tay lên. Mẹ ơi. Nói. Mẹ ơi. Hôm nay. Cô tưởng nhà chú Phong. Cô tưởng nhà chú Phong. Chú Bùi Hồ. Cái này bự hơn. Dạ. Dạ các cô của anh Mỹ. Dạ các cô của anh Mỹ. Cho tiền. Ba trả nợ ba xong hết nợ. Rồi nhà mình hết nợ rồi. Ba trả nợ xong hết. Hết nợ rồi mẹ yên lòng. Mẹ yên lòng. Con được bộ đồ mới nữa này nha. Nha, nói cho mẹ nghe nha. Nhớ nghe. Lần sau con xuống uống hỏi không có là sao? Bị gì? Bị đánh đít. Nhớ nha con, nha. Tội nghiệp nó không có mẹ. Ưu tiên cho nó nha, mấy chị đừng con bì em nha. Dạ. Ủa, tự nó nấu mọi hết hả? Không, nấu lại mình là hai. Rồi, đồ của con. Cô có đỏ vừa không? Cho bé hai cái quần mặc đi chung với đầm hả? Dạ. Chút về là chắc Tú nói liền rồi, nhớ lời của cô dạy chưa? Đúng rồi, này nè. Rồi, nhấp chưa cái dép này. Đó, đúng rồi. Nhây, mừng, vừa quá wow không ra. Wow chị Tướng. Wow, nhảy mừng nha, tôi nhảy quá không. Vô dép này. Ủa chị ơi, chưa có bọc chị. Đâu, đấy nè. Ôm đồ không kìa. Ôm đồ không, nãy dép con nào, dép con nào, con gái. Để tính tiền ở đây đi chứ mua dép. Để bọc con nhà này con lấy bọc. Con mấy bộ? Còn thằng này thì 2 bộ, học sinh này thì 200. 270. Có bạn này. Giảm giá nha chị. Không có đó tính sát giá không luôn á.
Cái này là hai đầm. Hai cái đầm với hai cái quần nhỏ là 100. Với hai cái bộ đồ 70 nữa. 170. 440 rồi. Rồi. 440 còn đại tính này là 240 bộ nè. Là hai bộ. À, nó hai bộ quần với áo luôn. Là 240 hay là sao? Thì hai bộ 240. Rồi, 240 còn 240 nữa. 920 rồi, 920 rồi. Nè con cầm qua đó đây. Qua đây. Nhỏ này hả? Thôi nhỏ này tính cũng vậy luôn đó. Cái áo này 70 đặng mà tính luôn vậy đó. Cô bà cái nào tính gọi quốc qua đó. Rồi, bạn này. Rồi, giờ cũng vậy luôn, cũng 240 luôn. 240 luôn. Này cũng 240. 240 luôn đó. Cái nhỏ gái mắc hơn mà tôi tính vậy. Qua bển rửa dép đi, con muốn chọn gì qua bển rửa dép. 1.640. Đó. Chị 640 nghìn. Chị mà lấy tiền đi chị ơi, chuyện đó tôi tự tính đi. Đây. Đó rồi, rồi con rồi qua dép đi cho nó mau. Hôm nay chị cảm ơn thay mặt cho mấy đứa bé, cảm ơn em Trà Thu Đào đã cho tiền chị mua sắm cho các cháu mọi đứa nào đồ đi học. Dạ, dạ có bé Phượng, phải bé Phượng không? Bé Phượng không có mẹ. Bé Tú. Bé Tú, chị mua nhiều hơn. Cảm ơn em rất nhiều. 1.640.000. Rồi chị lấy 1.600.000 thôi. Dạ. Bớt luôn. 40.000. Cảm ơn chị nhiều. Dạ rồi. Cảm ơn. Rồi đi mua dép nữa, nhưng đi qua đây mua dép nữa. Dạ. Ủa, không có mua. Không có dép. Tại sao này có mua ký hả? Dạ. Qua đây không có dép bò nha. Không có dép con bò. Không bò cũng được hả? Con bò không? Con bò không? Có. Đâu đâu đâu, đưa xuống rồi rồi. Con này con gì cũng được. Gì cũng được trơn á. Mày ơi. Mang vô. Mày không chịu siêu nhân nha. Siêu nhân là không chịu. Đúng rồi, con có giúp con chưa? Tại vì có coi tivi đâu mà biết siêu nhân chị. Hả? Đâu có coi tivi đâu. Trời. Thành nữ là không có giao tiếp, không có coi tivi nên không biết siêu nhân. Bảo ơi, con biết siêu nhân không? Không. Hả? Không biết đâu. Tại vì hình ảnh gặp hình ảnh duy nhất là con bò ở Campuchia á. Vậy hả? Hả? Muôn bò chứ khác muôn bò hả mọi người? Gặp mấy đứa trẻ khác thì nó thích siêu nhân. Đúng rồi. Tại vì nó được xem tivi. Dạ. Rồi. Có mua cặp gì mua luôn bán rẻ cho. Cặp đi học. Mua rồi, các bé có. Vô đây nè, bé vô đây nè, vô giáp nè. Mấy con có mua gì không? Chị tưởng vào cái bộ và bộ hồ. Thì để đến đây thì trước hết thì thăm tất cả gia đình các hộ dưới ghe. Và sau nữa thì có chương trình thì tới đây đã cất nhà cho bé của. Và sau nữa thì mua rồi cho các cháu. Có lời nào để hơn quý hơn lời cảm ơn. Thì chị tưởng thay mặt tất cả hội gia đình ở dưới ghe xóm Nhiệt Kiều Campuchia cảm ơn mấy cô chú anh chị rất nhiều. Chúc tất cả mọi người được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống bên gia đình. Dạ. Rồi có chị Ba với này tiếp phụ ha. Dạ thì tôi cũng xin có cái lời, tôi cũng nhờ cô với mấy chú này ở đây cũng giúp đỡ cho gia đình tôi lại được cất nhà cho bé Phượng, lại với lo lắng cho mấy đứa cháu bé này mua đồ cho nó đi học. Thì tôi cũng có lời tôi cảm ơn mấy cô mấy chú dù giàu sức khỏe vạn sự như ý. Dạ con bé cảm Phượng. Ơn mấy cô mấy chú rất nhiều giúp đỡ cô cho con. Hôm nay cái cảm xúc có đồ mới mà đi với lại cô Tưởng thì sao? Dạ con rất vui. Vui không con? Vui. Cô Tưởng á, nghe lời con chia sẻ, cô Tưởng rất là cảm động và rất là buồn và khóc rất là nhiều. Nhưng mà đúng ra hôm nay xuống đây là cũng dành thời gian mà để khóc với con á. Nhưng mà thôi ngày vui, ngày này cũng như là tạm vui đến với các con. Cô Tưởng không khóc để cùng chúc với gia đình mỗi ngày tiến lên. Dạ, thấy cô á dạ. Thì cũng có lời mà nói với bé Phượng mà bé Phượng khổ mà gặp cô khổ trước bé Phượng nữa. Dạ. Không biết lời gì để nói lại cảm dạ. ơn cô dạ. Dạ, sức khỏe cô. Trước hết bây giờ thì chị cảm ơn các mạnh thường quân. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Bùi Hồ với em Phong Bùi xin chân thành cảm ơn chị Tưởng, cảm ơn cô bác quý chị là mạnh thường quân trong nước cũng như là ngoài nước đã hỗ trợ cho các bé. Có khi
niềm vui trong ngày hôm nay cũng như là trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, bye bye.